Và đây là tiệm Sushi Village chuyên môn bán đồ Nhật và đồ nướng của Nhật ở thành phố Harrisonburg của tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi có việc để đi đến tiệm sushi Nhật và sẽ thưởng thức vài món, và hy vọng là chúng tôi sẽ có một cái phần food review, tức là bình luận về các món ăn sushi của Nhật Bản. Và tiệm này tên là Sushi Village. Đây là món súp miso của Nhật, và đây là salad cua, và món xíu mại chiên cua. Đây là cua chiên, cái món này, và đây là món mực rang muối. Mực rang muối được cắt ra và rang với muối, lăn với bột, rất là ngon. Công nhận là Nhật trò chế là những món ăn rất là tinh túy. Đây là những món sushi tuna hay là salmon, sushi raw, rất là ngon, được nhà hàng dọn ra và chúng tôi thấy rất là tươi, chất lượng rất là tốt, và có lẽ là ăn cũng rất là ngon.